Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nam mạng vận số gặp thực thần khắc thiên quan hung cát đan sen. Về đánh giá tổng quan, Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 Nam Mạng dự báo năm nay bạn 36 tuổi, một năm này sẽ có nhiều điều xảy ra ngoài dự đoán của bạn cho nên chúng ta cần phải chú ý nhiều người. Tử vi năm mệnh tuổi Ất Sửu dự báo bạn có nhiều vấn đề nan giải, thậm chí là lâm vào tiệt cảnh. Tuy nhiên chỉ cần bạn giữ vững hy vọng và niềm tin của mình thì sẽ gặp được nhiều may mắn hơn người tuổi ất sửu nam mạng muốn phát triển thì phải cải tiến chính mình, không nên quá truyền thống bảo thủ, nếu không cạnh tranh và thay đổi thì bạn sớm muộn sẽ bị đào thải. Mặt khác, tuổi ất sửu năm nay phạm thái tuế, cho nên vận khí bị nén xuống, gặp phiền não, sự nghiệp khó khăn, mọi việc không thuận. Đánh giá, ba sao. Về phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi ất sửu năm 2021 nam mạng có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan. Sự nghiệp năm tới sẽ có đột phá, chức vị cũng sẽ có nhiều sự thăng tiến, nhưng có nhiều nguy cơ với các mối quan hệ xã hội. Năng lực của bạn sẽ tốt để phát triển sự nghiệp trong năm 2021 tới. Năm 2021 phạm thái tuế, không phúc có hỏa, cho nên tuổi ất Sửu nam mạng trong năm 2021 cần chú ý công việc cũng còn nhiều trở ngại. Bạn cũng cần cẩn thận với mối quan hệ với cấp trên, có thể bị trách mắng, bị phạt tiền, trừ tiền. Tuy nhiên nam mệnh ất sửu không cần phải buồn bực, hãy biến bi phẫn thành hành động, rèn luyện chính năng lực cá nhân của mình để khiến người khác phải nhìn lại. Năm tới đây, nếu như thay đổi công việc thì không cần nhìn vào tiền lương, quan trọng bạn phải dành thời gian cải thiện chính bản thân mình trước đã. Đây sẽ là tiền đề cho sự thăng tiến của bạn trong tương lai. Đối với những người tuổi ất sửu tự gây dựng sự nghiệp thì cũng nên tham khảo các ý kiến của cấp dưới để có thể xây dựng công ty tốt hơn. Nam mệnh tuổi ất sửu nên đề phòng tiểu nhân bên cạnh tránh cho bị người khác hãm hại, khiến cho bản thân gặp khó khăn hơn. Đánh giá ba sao. Về phương diện tài vận Nam mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong năm 2021 có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan, cho nên dù tuổi gặp nhiều may mắn trong tài vận thì năm 2021 vẫn cần phải đề phòng nhiều. Tử vi năm 2021 dự báo kiếm phong xuất hiện, ảnh hưởng đến chi tiêu của bạn. Người tuổi Ất Sửu Nam Mạng đề phòng đến tai nạn rủi ro, gặp những chuyện ngoài ý muốn phải chi tiêu nhiều tiền bạc năm 2021 tới, tử vi dự báo phạm thái tuế, nếu bạn kiếm tiền thì cần phải ghi nhớ, chúng ta không thể vi phạm pháp luật, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết. Ngoài ra, trong năm mới cần học cách tiết kiệm phòng trừ những lúc cần tiền như là người nhà bị bệnh, chi tiêu cho việc học hành của con cái. Đánh giá, ba sao. Về phương diện tình cảm, Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 Nam Mạng dự báo bạn có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan. Năm nay chuyện tình cảm của Nam Mạng tuổi Ất Sửu không tốt, dù bạn gặp nhiều mối quan hệ nhưng thường gặp tình huống thụ động, ảnh hưởng đến vận tình cảm. Năm mới 2021 gặp Hoàng Phiên nhập mệnh, vận thế chuyển đổi, tình cảm bất lợi. Hơn nữa năm nay bạn có vận thế kém, phạm thái tuế cho nên cũng không có tâm trạng mà yêu đương. Người thuộc tuổi Ất Sửu Nam Mệnh độc thân có tâm lý hơi tiêu cực với cuộc sống, cho nên khi gặp được một người khá phù hợp thì bạn cũng không tích cực chủ động, để trở thành hữu duyên vô phận. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 Nam Mạng chịu sự ảnh hưởng của hung tinh, cho nên vận thế của bạn sẽ đi xuống. Nam Mệnh độc thân tuổi cũng không còn nhỏ, năm 2021 sẽ bị gia đình hối thức nhiều hơn, áp lực cũng nhiều hơn, thậm chí khiến bạn cảm thấy stress rất nhiều. Người có người yêu dù tình cảm đang tốt nhưng cả hai vẫn còn thiếu một chút gì đó mới đến được với năm. Tử vi năm 2021 khuyên nam mệnh ất sửu không nên kết hôn vì sẽ ảnh hưởng đến vận thế, thậm chí là nguy hiểm có thể chết người. Người đã kết hôn thì giữa năm vợ chồng sẽ cãi nhau, bầu không khí trong nhà sẽ ảnh hưởng xấu, khiến cho đứa con cũng chịu ảnh hưởng tâm lý không tốt trong năm tới. Đánh giá ba sao. Về phương diện sức khỏe Nam mệnh tuổi sửu sinh năm 1985 có vận thế sức khỏe gặp nhiều khó khăn. Bạn có thiên can thái tuế là thực thần khắc thiên quan khiến cho ngũ hành mộc bị tổn thương. Trong năm nên đề phòng gân cốt bị thương, sức khỏe cũng không tốt, cho nên cần phải chú ý nghỉ dưỡng nhiều hơn. Nam mệnh ất sửu không chỉ bị thái tuế khắc chế mà bạn còn gặp phải phục thi là một hung tinh hết sức nguy hiểm. Năm nay bạn chịu áp lực tinh thần khá lớn, gặp nhiều chuyện không vui ảnh hưởng đến tâm lý, khiến bạn gặp nhiều stress và đôi khi phải tìm đến thuốc mới chịu được. Năm mới do ảnh hưởng của thái tuế mà thường xuyên sinh bệnh, chúng ta cũng cần phải chú ý đến việc giao thông hàng ngày, nên nhớ tuân thủ các luật lệ an toàn giao thông là cách tốt nhất để bạn bảo vệ bản thân mình. Sao chiếu mệnh Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Ất Sửu 1985 Nam Mạng là sao La Hầu. Sao La Hầu hay còn gọi là khẩu thiệt tinh là một trong chín cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Hướng xuất hành sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2021 tân sửu. Gia chủ tuổi Ất Sửu xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng 1 Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng 1, mùng 3 Tết, mùng 5 tùy hoàn cảnh cụ thể. Theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nam mạng thì hướng xuất hành tốt nhất cho bạn là ngày mùng 1 Tết vào ngày thứ sáu ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết vào ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng hướng Đông Nam, Tây Bắc. Ngày mùng 5 Tết vào ngày thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc, Đông Nam. Tuổi sông đất đầu năm chủ nhà tuổi ất sửu nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm canh tí, đinh tí, bính thìn, kỷ tỵ đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Tử vi từng tháng Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 Nam Mạng trong từng tháng là nội dung tổng hợp vận trình 12 tháng trong năm Tân Sửu 2021 của người tuổi Sửu sinh năm 1985. Tháng 1 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày ngày 12 tháng 3 năm 2021. Dự báo, không được tùy hứng tạo thị phi, may mắn cùng quý vận sẽ đến. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 nam mạng tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim thương quan đồng vượng với thiên can tân kim thực thần. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với thái tuế sửu thổ. Sự nghiệp bản mệnh tháng này sẽ có sự tiến triển, có lợi cho việc hợp tác của chính phủ, tuy nhiên đôi khi trong cuộc tranh luận có thể nảy sinh mâu thuẫn với thủ trưởng. Bản mệnh cần bình tĩnh và dùng lý trí để xử lý, bởi đôi khi người này cũng sẽ gặp áp lực trong công việc chuyện tình cảm gặp sao hồng hoa chủ đào hoa, nam mệnh thì không nên quá tỏ ra mạnh mẽ, nếu không sẽ khiến cho đối phương e rẻ hơn. Tuy rằng chuyện tình yêu của các cặp đôi có phần sâu sắc hơn, nhưng lại dễ dẫn đến mâu thuẫn hoặc khắc khẩu. Tháng 2 âm lịch Dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Dự báo, một tháng vô cùng thoải mái, không vướng bận tâm hay nghi ngờ. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 2 âm lịch có địa chi thiên quan mão mộc cùng thái tuế sửu thổ không tạo ra tác dụng gì. Thiên can tân kim thực thần đồng vượng với nhau. Người tuổi Sửu tháng này sẽ khá thoải mái tự do hoàn thành nhiệm vụ ít khi bị quản lý. Mặc dù vẫn sẽ tồn tại áp lực nhưng không lớn, bản mệnh dễ dàng giải quyết những vấn đề khó khăn tồn động, tài vận cũng gia tăng. Tháng 3 âm lịch Dương lịch từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021. Dự báo, được bạn bè giúp đỡ tài vận, nếu không cố gắng sẽ gặp nhiều rủi ro. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 3 âm lịch có thiên can nhâm thủy chính tài tương sinh với tân kim thực thần. Địa chi tháng thìn thổ cùng thái tuế sửu thổ cấu thành sửu thìn tương phá. Nam mệnh vì bằng hữu mà gặp cơ hội, nhưng vì không hòa hợp với nhau, giao tranh ngôi vị cao thấp nên dễ phát sinh mâu thuẫn. Tháng 3 âm không tốt cho vấn đề đất đai, người ngoài nhìn vào tưởng là sinh lời rất nhiều, nhưng thực chất là không như vậy. Bởi vậy, bạn cần bình tĩnh và sáng suốt, không nên quá cố chấp. Tháng 4 âm lịch. Dương lịch từ ngày 12 tháng 5 năm 2021 đến ngày 9 tháng 6 năm 2021 dự báo, được người thân hỗ trợ tài vận, mọi sự tốt đẹp bình an. Tháng này quý thủy sinh thiên tài tương sinh với tân kim thực thần, địa chi tị hỏa tương hợp với thái tuế sửu thổ. Tuổi sửu tháng này có quý nhân chiếu cố, sẽ có lợi cho những người đi thi, làm kinh doanh, tìm việc, văn hóa, vừa lập nhiều thành tích lại nhận được nhiều lương thưởng bất ngờ. Họ cũng được người thân trong gia đình giúp đỡ, được nhận vào công việc lương cao truyền tình cảm vận thế khá tốt, vợ chồng cuộc sống hài hòa. Tháng năm âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Dự báo, quan ấn tương sinh cơ hội đến, nhiều áp lực đang chờ. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 5 âm lịch có thiên can giáp mộc chính quan tương khắc với tân kim thực thần địa chi tháng là ngọ hòa thiên ấn tương hại với chi năm sửu thổ nam mệnh tháng này vì lười biếng mà có thể khác nhau với lãnh đạo hoặc là cấp trên không thoải mái với bạn hoặc có thể là cãi nhau tại chỗ làm vì quá nhiều quy tắc mà cảm thấy ức chế mặc dù tuổi sửu sẽ có quý nhân chiếu cố nhưng lại từ chuyện tốt chuyển thành trở ngại do tinh thần bạn bị áp chế Đồng thời, tháng này sẽ gặp sao đào hoa là hàm trì, tuổi sửu dễ dàng có cảm tình với ai đó, với những người độc thân lâu năm có thể thoát ế. Với những người vốn đào hoa sẵn thì lại là có thêm lựa chọn cho mình. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác cho nên các bạn cứ cố gắng nắm chắc cơ hội trong tay mình. Tháng 6 âm lịch. Dương lịch từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021. Dự báo, tự tay loại bỏ kẻ thù, quá xúc động sẽ tự phá vận thiên tài. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 tháng 6 âm lịch có thiên can Ất Mộc thiên quan tương khắc với tân kim thực thần, cấu thành thực thần chế sát. Địa chi mùi thổ tương xung cùng Sửu thổ. Nam mệnh tân Sửu tháng này vì cố chấp và dễ xúc động mà làm cho tài vận không như ý muốn. Bạn không nên đầu tư, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, bản mệnh sẽ gặp khó khăn trong sự nghiệp, có thể móc nối quan hệ với người khác nhưng đừng nên tiêu pha đút lót. Cũng có thể công việc có biến động, quyền lực tăng lên. Tháng này bạn đừng quá cố chấp hoặc hành sự theo cảm xúc, nếu không dễ động tay động chân mà dẫn đến tổn thương. Tháng 7 âm lịch, dương lịch từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021. Dự báo, hoa đào một đóa rơi vào tay. Tử vi tuổi Sửu năm 2021 tháng 7 âm lịch có Thiên Can Bính Hỏa chính ấn tương hợp với Tân Kim Thực Thần, tạo thành Thực Thần hợp quan. Địa chi tháng là Thân Kim có Thương Quan tinh, không có tác dụng trực tiếp cùng Thái Tuế Sửu thổ, nhưng lại sinh ra sao Thiên Hỷ hoa đào răng lối. Hầu hết tuổi Ất Sửu sẽ không gặp phải khó khăn lớn trong tháng này, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có lợi cho việc học tập. Thậm chí bạn còn có vận đào hoa này không tồi, thu hút người khác phái. Tháng 8 âm lịch Dương lịch từ ngày 7 tháng 9 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021. Dự báo, cuộc sống nhiều trói buộc, làm sao để có thể tự tại đây? Tử vi tuổi sửu năm 2021 tháng 8 âm lịch có thiên can đinh hỏa thiên ấn, cùng với tân kim thực thần khác nhau, địa chi dậu kim cùng sửu thổ cấu thành sửu dậu bán hợp kim cục. Tuổi sửu có sự nghiệp tháng này khá lợi cho việc hợp tác, nhân duyên cũng tốt hơn, dù cho việc ràng buộc là trách nhiệm. Đồng thời, bạn cũng nên ít đến các chỗ ăn chơi, bởi vì cảm giác bị hạn chế sự tự do nên càng muốn bứt phá thoải mái. Sức khỏe tháng 8 âm không tốt cho dạ dày, tốt nhất nên hạn chế ăn chua cay lại. Tháng 9 âm lịch Dương lịch từ ngày 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên. Nam mệnh ất sửu tháng 9 âm lịch có thiên can mậu thổ kiếp tài tương sinh với tân kim thực thần, tạo thành kiếp tài sinh thực. Địa chi tuất thổ kiếp tài tương hình với thái tuế sửu thổ tuổi sửu trong tháng này sự nghiệp không như ý nhiều chuyện phiền não bị đối thủ cạnh tranh quấy nhiễu dễ nảy sinh mâu thuẫn hoặc thị phi tháng này bản mệnh cũng có thể vì đi cùng anh em bạn bè mà tiêu tiền như nước cần lý trí xử lý tình huống hơn nữa bạn cũng không nên quá hiếu thắng hay sĩ diện mà gây xung đột nếu không gặp năm hạn sẽ rất dễ bị thương tổn cơ thể tháng 10 âm lịch dương lịch từ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021. Dự báo, ngồi xuống chỗ nào tiền theo đến đó, tình cảm có bước tiến nhất định. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 Nam Mạng tháng 10 âm lịch có thiên can kỷ thổ tỷ kiên tương sinh tân kim thực thần. Địa chi tháng hợi thủy không phát sinh tác dụng với thái tuế sửu thổ, nhưng sẽ sinh chính tài tinh, cấu thành tỷ kiên tọa tài. Tuổi Sửu tháng này sẽ có kỳ ngộ trong sự nghiệp, lợi cho vận chính tài tức lương thưởng, nhưng tự thân phải vất vả lao lực nhiều, cần biết kết nối các mối quan hệ với nhau. Tuổi Sửu có thể chịu nhiều áp lực như bị quản lý theo dõi, giám sát chẳng hạn. Nam mệnh sẽ có một ít kỳ ngộ nhưng cần phải nắm chắc trong tay. Tháng 11 âm lịch. Dương lịch từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 1 năm 2022. Dự báo, kinh doanh thu về lợi nhuận, tình duyên hoa đào phấp phới. Nam Mệnh Ất Sửu tháng 11 âm lịch có thiên can canh kim thương quan đồng vượng với tân kim thực thần. Nguyệt lệnh tý thủy thiên tài cùng thái tuế sửu thổ cầu thành thiên tài hợp thân. Tài vận sẽ tự tìm đến bạn trong tháng này. Việc hợp tác và kinh doanh thuận lợi, nghề tay trái cũng có nhiều thu hoạch. Bản mệnh vất vả lao lực nhiều. Tháng 12 âm lịch dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Dự báo, đồng vượng phạm thái tuế, cửa ải cuối năm chớ coi thường. Tử vi tuổi sửu năm 2021 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế cùng tương sinh sửu thổ. Con giáp này có vận thế cuối năm khá mạnh, sẽ làm việc theo ý thích của mình, nhưng có phần ham chơi và phóng túng. Đồng thời, tháng này tuy không vượng về tiền bạc cho lắm, nhưng cũng sẽ thu được một chút lợi nhuận, cũng gọi là có của ăn của để Kết luận Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Ất Sửu năm 2021 Nam Mạng. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có những kế hoạch chu toàn nhất hợp lý nhất trong năm 2021 này nhé. Để cả năm sung túc và hạnh phúc nhất.